Thì hiện tại em đang xịt miếng giường em cử hút này là sâu rầy và hút bệnh nha con. Nó hút bệnh thì sẽ xịt kỹ từ ở trong cổ rễ, trong thân đồ ra ha. Nay dàn cơ em nói chung là nó đã đen kịnh hết rồi. Nó lá rồi nó đã cứng cáp hết rồi con. Nó nay là cử hút cuối cùng, là cử hút thứ 5 của cơ đợt này. Là ba cử đầu là sâu rầy dưỡng là ba cử đầu, cử thứ tư là bổ sung vi lượng lúc lá lụa, cử năm là cử cuối cùng, cử nấm bệnh là một cơ đợt của em là tầm khoảng 2 tháng. Nó em kéo dài nó 2 tháng thì cứ năm là em bổ sung nấm bệnh này kia rồi, thấy không con? Nó thì để đi dài dài tới đây cho con mình xem. Nó như cây cây này đợt đó nó bị vàng lá thối rễ, nó hư rễ này kia đồ, nay phục hồi lại thì nó đang đi đọt, thấy không con? Nó để đi lại cho bà con mình coi cứ hút bệnh sẽ xịt kỹ như thế nào ha. Nó hiện tại là vàng cây em nói chung là lá nó đang chuyển sang già và lá nó dày, nó to rất là đã, thấy không con? Nó cứ này cho xịt thuốc bệnh rất là kỹ ha. Nói chung thầy kêu ba em xịt từ ở ngoài ngoài lá vô thân rồi xịt xuống cụ rễ luôn nha bà con. Cử nàng lát cho bà con mình xem em xịt thuốc bệnh những thành phần gì thì chia sẻ cho bà con mình hết. Xịt gì để làm gì bà con? Nó để chia sẻ cho bà con mình là xịt xuống cụ rễ này kia đâu nè, là mình cho ăn hóa học nhiều quá đó. Nó nứt, nó tét của sự sinh trưởng bà con. Thì già đây nè. Nó sợ nó tét quá nó xì mũ ha. Nó cho nên người cho chắc ăn bà con. Nó cho bà con mình coi xịt kỹ cái nào ha. Đó, hiện tại là đang phun. Thì cơ này xong là cơ sau làm trái đâu con, cơ sau rất ngày mùa hận làm trái ha. Nó đối với cái vàng lá mà nó chuẩn nó khỏe như vậy thì cơ đợt sau làm trái là chuyện bình thường, thấy không con? Đó, cho bà con mình xem ha. Xịt ở ngoài xong rồi chĩa vô trung thân, rồi chĩa cu rễ, rồi nó rớt xuống đất thì buổi chiều hoặc là mai nhiều có mưa thì nó thấm xuống đất luôn ha. Cử này em xịt thì có bổ sung Metalaxy đồ, Aeroport đồ đâu con, thì lát có gì em sẽ quay chia sẻ cho con mình đón xem. Đó. Cho con mình đi dạ đây, cho con mình coi cái dàn cây. Dàn nhánh nào nói chung là cũng ok. Đó, cây đầu rất là ok thôi, chứ đối với người ta thì lật không có lật. Cây này hiện tại giờ đang 44 tháng rồi ha. Nó 44 tháng, hơn 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi, 2 tháng. Nó đi đọt này kia đầu rất là đã luôn rồi. Nó dạ anh cho anh. Cây này nuôi mà đúng 4 năm ha. Đúng 4 năm là mùng 1 tháng 4 thì không có chuyện gì để nói đâu con. Nó rất là lực. Nó đi một cơi là nó lực hết một cơi. Đó, đây là miếng vườn của em heo con, em hay quay chia sẻ cho con mình hoài đó. Đó, để đi dạy dạy để cho con mình xem. Đó, ba em mới xịt từ ngoài trong nó ướt nhiễu lập đạp với hết ha. Đó, em xịt còn ướt dữ hơn nữa. Đó, nói chung thì xịt vậy cũng được rồi. Đó, kỹ ngoài lá, nó cử này lá lụa này mình phòng nấm bệnh cái là ví dụ lỡ nó có đốm này nè, mình xịt chúng hút bệnh cái là nó không có lan ra nữa heo con. Nó còn mấy lá nào mà nó xanh rồi mình sẽ thuốc bệnh cái nữa thì cho nó xanh luôn. Nó có Aeroport thì lăn lưu dẫn hai chiều và Metalaxy ngừa phòng nấm bệnh. Metalaxy là chỉ luôn nấm bệnh luôn ha con. Lát cho con mình coi Metalaxy là cái gì thì chia sẻ bà con mình hết. Nó mà bà con mình lát đón xem sao ha. Nó ở đằng đẵng có một cây này nó mở lụa sao. Hiện tại cử hãm tới cử này là em bỏ nay là 13 ngày mới sạch rồi con. Có một số lá nó bị dùm kìa. Cây này mở lá lụa sao nè. Bị dùm bị gậy đó bà con. Nó còn mấy cây này thì xịt đồng đều thì nó không bị. Anh nói bà con cái con gậy này nó hay lắm bà con. Bà con vô cơ đọt rộ ha. Mà bà con bỏ tầm khoảng 10 ngày, 12 ngày thôi là bắt đầu có hiện tượng dung lá ha. Nó hay ghét lắm. Đó, mấy lá này lá bị gậy nè. Ý là phát cỏ đồ này kia đồ bà con. Mấy lá này là lá hẩm em xịt thuốc cỏ không quên bị hơi bà con. Đó. Nói chung mày cũng ok. Nửa cây này ép lấy thận luôn ha bà con. Đó, cây này 3 năm gì nữa ép lấy thận chơi luôn. Đó, 3 năm thì hoành đó, hai cây tay không dám đâu con. Đó. Cây này bị gậy nè con. Đó, cho con rồi con mình coi ha. Cũng phải có cây bị gậy thôi, nó mở lá đi đọt sao á, dễ bị gậy. Đó, còn mấy cây này đi trước nè con, hai vàng lá ok không? Rồi, không nói nhiều, đi vô quay chia sẻ cho con mình. Cửa này em sẽ thuốc gì cho con mình xem ha. Thank you.
con mình. Thì hồi nãy em có cho bà con mình coi cái clip mà ba em pha thuốc ha, thì hồi nãy kiểu như lu bu này kia đâu á đó, cho nên là em không có quay chi tiết cho bà con mình được. Hiện giờ gom những giỏ thuốc lại đây thì để chia sẻ cho bà con mình ha. Nó đầu tiên thì thằng rầy thì cử này là nói chung lá đã lụa hồi nãy cho bà con mình xem hết rồi đó. Em sẽ xịt một gói này và với nửa gói này ha bà con, thì nó bao gồm ba thành phần đó, hai thành phần rồi bà con, ba thành phần cho bà con mình coi ba thành phần ha. Đó, cái nhất là rầy, em chọn là một là thành phần acetamurid 25% và iarid. Nó iarid thì bịch dưới đây cũng có imiarid 200g trên ký và kèm thêm dinofen 50g trên ký. Đó là nói chung là cử này xịt ba thành phần rồi con, ba thành phần rầy. Và em lựa cho nó là hàng hút sâu, hút sâu chiếc này em lựa 3.6 thành phần abamectin, tại vì lúc nào em xịt cái cử mà hút bệnh em á là em sẽ chọn gốc 3.6 abamectin là để tiêu diệt cái gốc mà gọi là tiếng trùng này kia đồ, bà con mà hay nói tiếng trùng mà sử dụng thuốc gì á, tẹt Vigo thì nó cũng sẽ có, tẹt Vigo với B tiếng trùng B2 nó sẽ có đăng ký là thành phần đó là abamectin nó, và nó bổ sung phụ gia này kia đồ, không biết nó có phối trộn gì không, nhưng mà mỗi lần em xịt thuốc bệnh là em sẽ chọn hàng hút sâu là gốc abamectin thôi con. Nó rồi tiếp tục chia sẻ với con mình thuốc bệnh là em sẽ chọn hàng Metalaxy. Đó, cho bà con mình coi Metalaxy nha con. Đó, Metalaxy là nó sẽ có thành phần Metalaxy 25%. Đó, 25% này là nó sẽ thua cái hàng mà Metalaxy của Maxitaloric. Cái gì mà Maxitaloric gì đó bà con. Nói chung tiếng Anh em không có gành, nói chung là chủ yếu là đọc lên cho vui bà con, đầu tấu hài rồi chơi hiểu không? Đó, vừa chia sẻ và vừa chia, gọi là vui vẻ cho con mình để xem clip của em. Đó, và hàng gói này là em xịt phòng là tầm 1.5 gói cho 200 lít nước nha bà con. 1.5 gói nha, bà con nhớ là kỹ 1.5 gói. Nếu mà mình xịt 1 gói cũng được, tại vì mình có kèm Arifort nha bà con. Đó, thì Arifort, thì Arifort, công dụng của Arifort á là nó là lăn hai chiều, là giúp cho bộ rễ mình, ví dụ mình xịt trên lá thì giúp cho lá mình nó có hàng lăn với cali trọng á, mà nó là thuộc dạng như là lăn gì mà đặc hẳn em tìm hiểu em quên tiêu rồi, thuộc dạng là lăn để gọi là đối kháng nấm bệnh đâu con. Đó, chứ thực sự là nó không có thành phần mà để trị bệnh ha, nó là lăn hai chiều để giúp cho dạng lá mình nó xanh, nó khỏe, nó cứng, nó cáp, thì hỏi có con nấm bệnh nào mà nó vô tấn công được, bởi vì nó là phải đi đôi với Metalaxy mới hay ha. Còn nó đi một mình nó thì công dụng của nó là để giúp cho cái dạng lá mình nó xanh, nó dày thôi, nó xanh, nó dày, nó đỡ tình trạng mà bị các nấm vi khuẩn đồ tấn công, bà con hiểu không? Một khi cái lá mình nó đã khỏe, đã xanh, đã dày rồi thì bà con bây giờ bà con chỉ cần tưới nước đồ cho ăn phân đồ đều đều thôi là cây mình lúc nào cũng khỏe. Cho một khi cái cây mình bộ rễ nó đã bị tấn công rồi, thì bị nhiễm bệnh rồi, thì cái lá mình lúc đó nó mỏng rồi, thì bà con á là lá không được dày, thì tới đó mình đòi hỏi mà kiểu như á là lá mình xanh rồi lại được không hả bà con. Nó lúc đó mình tốn tiền bệnh này kia đầu hà, bây giờ lá mình mà nó mỏng mỏng nè, mình xịt phòng này kia đầu đi, cái dạng lá mình nó cứng cáp đó, nó đỡ tình trạng bị nấm bệnh nhiều hơn. Và em nhắc luôn là mỗi lần em xịt thuốc bệnh là em xịt từ lá ngoài vô trong thân và chĩa xuống dưới gốc luôn, để cho nó gớt dưới gốc luôn, xịt một cây tầm khoảng 10 lít nước tới 15 lít nước. Nó xịt xong rồi buổi chiều nếu không có mưa xả nước lại một cái nữa là bộ rễ mình nó đã có hút bệnh luôn hiểu không? Nó cho nên cái cử xịt thuốc bệnh bà con nên cố gắng xịt dư lượng nước xíu ha. Đó là cái mẹo mà em chia sẻ bên nông nghiệp để cho bà con mình làm. Đó, thay vì mình đi đổ gốc này kia rồi mình xịt cứ việc xịt ướt cây sầu riêng, bà con đừng sợ xịt thuốc nó nóng, bà con xịt càng nhiều nó càng ok, ướt thân này kia đồ, cổ rễ này kia đồ, bà con xịt thuốc bệnh con xịt thật là kỹ cho em. Nó nếu bà con chọn gốc đồng bà con cũng xịt kỹ giùm em. Và đặc biệt mùa mưa này thì mình cộng bấm dính vô lực sĩ kiến càng, nó em cũng đã chia sẻ bà con mình nhiều rồi, chia sẻ bà con mình nhiều về cái hàng mà lực sĩ kiến càng này ha bà con. Nó là thuộc dạng chất bấm dính, nó để giúp tăng cường cái tỷ lệ hấp thụ qua lá để bám vô thân rễ này kia đồ á. Nó còn Agifort này là Agifort, em chọn Agifort 400 thôi con, để chia sẻ cho bà con mình coi nó Agifort. Và thành phần nó là cho bà con mình có thể nhấn dừng màn hình cái cho bà con mình đọc ha, công dụng của nó là các kiểu ba la rồi ha, phòng ngừa đầu này kia đồ. Em nói cho bà con là cái cây sầu riêng em á là nếu mà khỏi xịt mang này luôn cũng được nữa, nhưng mà sợ nó rễ phần nhiều quá bà con, cái nó bị tét xuống á, tét xuống sợ mưa ẩm ẩm này nè nó xì ra. Nó nói chung là mỗi lần bà con đi theo cái bài của em á là rải phân hóa học bạo thì bạo thiệt, nhưng mà tới chừng lá lụa xong rồi cho bà con xịt một cử hút bệnh nó rất là tốn tiền. Nhưng mà cử hút bệnh này là để đảm bảo cho bà con về sau cái dạng cây mình đi đọt bắn lại, kiểu như là bảo vệ coi cho cây này cho ngon lành, cái là cơ sau mình tiếp tục mình chăm sóc cái bài đó nữa, thì cái cây mình
Em nói thiệt bà con đi theo quy trình em tầm nửa năm thôi, cây 3 năm mà chăm sóc nửa năm là 3 năm gửi. Là cái cây nó lớn là gạn da có hẳn luôn bà con. Nó là em chia sẻ những bộ thuốc em là xịt, thật sự là tốn tiền, cử thuốc bệnh này là em xịt nó thiệt với bà con là tới 750 ngàn mà cho 400 lít nước bà con. Nó 750 ngàn nha, mà cho 400 lít nước. Thì hai gì mình xịt thuốc bệnh nhẹ nhẹ, cái ít bữa mình đổ gốc nó tốn tiền, bây giờ mình quánh một cái một luôn. Vừa mà gốc thuốc sâu trị tiếng trùng nè, gốc thuốc bệnh Metalaxy trị luôn nha, trị nấm Phytophthora, nấm khuẩn này kia rồi luôn. Còn hàng Aeroport là giúp cho vàng lá mình nó xanh, nó dày thêm, kết hợp với Metalaxy nữa, hướng gì chưa nói được đâu. Đó, bởi vậy vàng cây mỗi lần em quay lên vàng lá đẹp này kia rồi, đó là cả quá trình mà em o bế chăm sóc cái cơ đọt của em. Nó thì rất mong bà con mình xem cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh để giúp em, ủng hộ em có động lực em ra nhiều video hơn nha bà con. Thì thôi em cũng xin quay lại cái vàng cây một lần nữa cho bà con mình xem. Đó, để quay một lần nữa cho bà con mình xem ha. Rồi, thì nãy cũng chia sẻ cho con mình hút sao ha. Thì giờ ra cho con mình coi lại một lần nữa. Nó lá đã lụa đen. Hiện tại là buổi sáng trời đang âm u luôn ha bà con. Đó, thì nói chung thì xịt có bám dính, có lực sĩ kiến càng bám dính. Thì tầm khoảng nửa tiếng là nó đã thấm vô lá trơn ha bà con. Đó, mấy cây này cao khoảng 6 mét rưỡi hết rồi nè. Đó, thì nói chung thì dàn cây em thì bà con cũng đã hình dung, cũng đã biết được rồi. Thì chừng nào làm trái em sẽ cập nhật cho con mình xem thêm. Nó thì giờ là cây này là cây cuối cùng đã hoàn thành, nó lá mở lụa này kia đồ ngon lành hết. Thì cây sau này là cây là làm trái ha, chứ không có còn cây chuẩn bị làm trái nữa. Cây sau này đi đọt mở lá là bắt đầu vô lăng, thì chừng nào vô lăng em chia sẻ cho bà con mình sau ha. Nó về phần cây này kia đồ thì nói chung là dàn gốc dàn nhánh rồi em cũng đã quay phim nhiều cho bà con mình rồi. Nó thì nói chung cũng đã ok ha con. Đó, dàn nhánh này là đủ để chiến đấu rồi. Nói chung là cây 44 tháng thì tầm trung vậy là ok ha con. Nó nói chung là muốn tốt thêm nữa thì nó cũng không có tốt thêm nữa đâu. Đó, thì nói chung là tầm trung ha. Để quanh đây cái bạn xịt thuốc nó hơi hồi ha. Thì chia sẻ bà con mình chút xíu nữa thì cũng xin kết thúc video ha bà con. Đó, cũng xin chúc bà con mình kết thúc video, xin chúc bà con mình một ngày mới làm việc hơn nhiều sức khỏe ha, và ra thăm vườn chăm sóc cây tốt hơn. Cây bên đó trồng lại sau cả khoảng một năm, mà cây đó một năm, cây này 4 năm, mà hai cây này cây đó muốn bằng nhau luôn bà con. Nó cây đó cũng có cắt đọt rồi đâu con. Cắt đọt rồi giờ lên là cái đọt giả đó, mà dàn nhánh dưới nó sổ quy lực cũng bằng cây này luôn rồi con. Nó cây này vậy chứ gốc nó già hơn cây đó đâu con, gốc cây đó còn nhỏ ha, mà tàn. Nói chung là em trồng sầu riêng em hay cắt đọt để cho nó bung tàn lắm mà con. Nó còn bà con muốn cắt đọt hay không thì tùy vào cây mình có gặp hay không, hay là gió này kia là theo con. Đó, cắt đọt là cái kiểu như là cái lợi thế của nó về sau, không có gọi là không có thân chủ để buộc mấy nhánh đầu lên đâu con. Nó cây này cũng mất cái đọt luôn nè, mất ngày đó nó lên lại khúc trên đó hả, ra dàn nhánh này kia đầu quá chịu ok. Nói chung là nhìn dàn nhánh trong đó là thấy thèm tới không con, nó là đủ sức để làm trái à. Đó, thì chia sẻ con mình vậy. Thì đi về dài tới đây luôn thì em cũng xin đi vô, cũng xin kết thúc video luôn thôi con. Nó về dài tới đây để cho con mình coi cái dàn cây thêm một lần nữa. Nó dàn cây của vườn nhà em thêm một lần nữa, và dàn lá thì nói chung thì quản lý sâu rầy cũng ok hết rồi. Đó, về sâu rầy này kia rồi em cũng chia sẻ với con mình rất là nhiều. Nó lá rồi to không nha. Nói chung thì nó chưa có độ bóng, tại vì nó chưa có cung cấp dinh dưỡng lên để chuẩn bị già để đi cơi nữa, cho nên nó chưa có độ bóng. Như cây này là đi cơi tàu lao nè con. Đó, cho nên những lá trong nhìn nó đen hù lùi ha, nặng nó đẩy cơi ra đó. Còn mấy cây này thì nói chung là nó lụa hết rồi. Đó, mấy cây này nó lụa hết rồi con. Đó, dàn cây này thì mùa hận tới làm trái dư sức rồi. Nó không còn gì phải chờ đợi, tại vì cơi này mà nó đã ra bự mặt clip em 4 mét rưỡi mà tàn nó khoảng 5 mét hết rồi. Nó từ mép này qua mép kia là 5 mét hết rồi. Nó bán kính 5 mét thì đủ lực để làm trái rồi ha. Nó thì vậy dài cho con mình xem một lần nữa. Nó dàn nhánh trong thân đồ nó chung có ok hết rồi, to hơn một số bà con mình hiện tại đang làm trái đúng không con. Nó cây này cắt đọt lên lại đọt giả đâu con. Nó bởi vì nó gùng cái dàn nhánh dữ dữ lắm. Cây này mà em nuôi đúng 4 năm rưỡi làm ha, là gốc nào cũng mấy là gốc nái không con. Đó, dàn gốc này kia đâu cũng ok ha. Đó, nói chung là cũng đi quay phim hoài, bà con mình cũng biết dàn cây em sao rồi thì không có chia sẻ nữa. Thì làm tới đâu thì chia sẻ bà con mình, vừa làm cái mà gọi là vừa lưu lại cái video để sau này mình coi lại và có cái để chia sẻ cho con mình. Đó, cây này mất phần nữa cái tàn bên kia rồi. Thì nay hiện tại thì nó đã khô mấy này hết trơn rồi con. Nó uổng ghê luôn. Nói chung thì bình thường, còn nửa bên vẫn còn được, đang dưỡng là hai cái tược đó không con. Rồi thì em cũng xin kết thúc video nha con. Cũng chúc bà con mình một ngày mới làm việc hơn nhiều sức khỏe ha, và ra thăm vườn chăm sóc cây tốt hơn. Nay xịt ông trời ông buồn thấy ghê luôn. Rồi ok, xin kính chào bà con mình ha.